Hôm nay mình đăng là ngày 15 tháng 1 dương lịch và ngày 21 tháng 12 âm lịch. Đấy. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đón ông Táo. Còn cái đôi Phượng Hoàng cuối cùng của năm 2019. Để cho anh em nào chơi nhanh tay gọi 1 triệu đồng. Anh em có thể tham khảo. Đây là cũng là thuần cám rồi anh em nhé.
Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ vào cái thông tin trên đây của đồng chí Thao, kênh Chim Bồ Gáy Hay. Xin thông báo là đây là cái đôi phượng hoàng lửa, đôi rẻ cùi, đôi uyên ương cuối cùng của năm 2019 của mình, để cho anh em nào chơi 1 triệu đồng. Anh em nào nhanh tay gọi mình chốt đơn hàng sớm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.